bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Không trừ vọng tưởng thì chẳng thể khai ngộ. Tham thiền là để khai mở trí huệ cầu giải thoát. Chúng ta phải chuyên tâm trì chỉ tham ngẫm câu ai là người niệm Phật. Khi tham tới cực điểm, quý vị sẽ quên bằng tất cả mọi vọng tưởng, quên ăn uống, phúc sức, ngủ nghỉ và thậm chí quên cả đại tiểu tiện. Lúc bấy giờ gió thổi không lọt, mưa rơi không thấm, quý vị chỉ miên mật tham chuyện ai mà thôi. Một niệm duy nhất này kiên cố như kim cang, không gì phá hoại nổi. Bây giờ quý vị tên không biết có trời, dưới không biết có đất, ở giữa không biết có người. Tức là đạt tới cảnh giới, không có người, không có mình, không có chúng sinh và không có thọ giả. Đó cũng là lúc mà quý vị có thể nghiệm được trạng thái trong không có thân tâm, ngoài chẳng có thế giới. Mình cùng vũ trụ đã hợp thành một thể. Các bậc đại đức cao tăng thời xưa đã có thể đạt tới trình độ nhất niệm bất sinh, tức là không sinh vọng tưởng. Rằng tuy suốt ngày ăn cơm, nhưng chưa hề ăn một hạt gạo. Tuy suốt ngày mặc áo, song chưa hề mặc một sợi tơ. Khi đạt tới cảnh giới vô nhân vô ngã, không còn sự chấp trước về mình, về người, thì làm gì có thời giờ để khởi vọng tưởng nữa chứ? Các vị ấy cho rằng lãng phí một phút cũng có thể làm vụt mất cơ hội khai ngộ. Do đó họ chuyên tâm thăm ngẫm câu ai là người niệm Phật. Chưa tìm ra được chữ ai thì họ chưa chịu nghỉ ngơi. Tìm chữ ai là phương pháp khống chế vọng tưởng hay nhất. Tại chùa Cao Mân ở Dương Châu có một vị sư tên là Diệu Độ. Khi thầy tham thiền tới trình độ đi mà không biết là mình đang đi, đứng mà không biết là mình đang đứng, ngồi mà không biết là mình đang ngồi, nằm mà cũng không biết là mình đang nằm, thì cái gì thầy cũng chẳng nghĩ tới, chỉ chú tâm vào câu ai là người niệm Phật mà thôi. Có một hôm, thầy muốn tiêu tiện, nhưng vì chuyên tâm tham cứu chữ ai quá miên mật, nên thầy vào lộn Thiên Vương Điện và lầm tưởng phía trước bệ Đức Bồ Tát Vĩ Đà là nhà sĩ. Ngay lúc sắp tiêu tiện, thầy chợt ngẩng đầu lên và thấy Bồ Tát Vĩ Đà đang trừng mắt nhìn mình, tay thì giơ cao cây bảo sử, khiến thầy sợ hãi đến tỉnh táo cả người. Biết là mình đã đến lộn chỗ, thầy vội vã sập lạy Bồ Tát Vĩ Đà, sám hối tội lỗi, cầu xin Bồ Tát tha thứ. Vì sao có thể có chuyện như vậy? Là vì thiền sư Diệu Độ chuyên tâm dụng công, một lòng một dạ thăm ngẫm chữ ai, hoàn toàn không để ý đến những việc khác, cho nên thầy mới lầm tưởng Thiên Vương Điện là nhà vệ sinh. Có người nghĩ vẩn vơ rằng, à, tôi cũng bắt chước thiền sư Diệu Độ, tôi sẽ lên Đài Quán Âm thay vì dùng nhà vệ sinh. Nếu quý vị cố ý làm như vậy, thì quý vị cách xa đạo 108.000 dặm rồi. Quý vị nên biết rằng thiền sư Diệu Độ chẳng bắt chước ai cả, thầy chỉ nhắc tâm tham ngẫm câu ai là người niệm Phật. Mãi miết tập trung tinh thần vào một vấn đề, do đó mới xảy ra cớ sự như vậy. Nếu quý vị cố ý bắt chước đi sai đường thì thật là lầm lỗi vô cùng, cho nên ngay cả cái ý tưởng muốn bắt chước này quý vị cũng chớ nên có. Phải nhớ rằng sai một ly, đi một dặm. Nhiều người ở trong thiền đường nhưng chẳng chịu dùng công, cứ ngồi nghĩ ngợi lăng xăng. À, sao chưa có ai đánh khánh vậy kìa? Màu màu khai tịnh để mình duỗi chân duỗi tay vươn vai ưỡn lưng cho đỡ mỏi đi chứ. Khai tịnh tức là xả thiền. Hoặc có người thì vọng tưởng tới chuyện ăn uống. À, vẫn chưa tới giờ ăn sao, đói bồng chiều hết nổi rồi. Có người thậm chí tính toán. À, đã 12 ngày rồi, như vậy là còn 9 ngày nữa công đức mới viên mãn. Mong sao còn xong lẹ lẹ cho rồi để mình khỏi phải bị hành tội nữa. Người ta tham gia thiền thất thì mong cho thời gian càng dài càng tốt để có thêm cơ hội khai ngộ. Còn những người này ngồi trên thiền sàn mà cứ như ngồi trên bàn trong, lúc nào cũng thấy bức rứt xốn sang. Nếu không đổi chân thì lại vươn vai không ngồi yên được. Người ta thì nhập định, còn họ thì nhập phi phi, vọng tưởng lăng nhăng không ngớt. Tưởng nhập phi phi tức là mơ tưởng hải huyền, suy nghĩ vẩn vơ. Nếu đã như vậy thì việc gì phải đến tham gia thiền thất? Cứ làm bộ làm tịch ra vẻ tu hành để làm gì kia chứ? Chi bằng đừng tới tham gia để khỏi tự phải chuốc lấy đau khổ. Song quý vị nên biết rằng muốn chấm dứt sinh tử thì phải đem hai chữ sinh tử treo ngang mày, để hễ mở mắt ra là thấy vấn đề sinh tử, nhắm mắt lại cũng không quên chuyện tự sinh, lúc nào cũng phải dụng công tu hành thì mới có thể chấm dứt được sinh tử. Nhưng ngay tại thiền đường mà quý vị không nghĩ đến việc liễu sinh thoát tử, trái lại lúc nào cũng nghĩ ngợi lăng nhăng, cứ lo vọng tưởng của mình không đủ nhiều thì thật là đáng thương biết bao.
Người dụng công tu đạo thì không được khởi vọng tưởng dù chỉ trong một giây lát. Có câu rằng, đại sự vị minh như tán khảo tỷ, nghĩa là việc lớn chưa rõ như đưa đám cha mẹ. Khi chúng ta chưa hiểu được sanh tử đại sự, thì cũng đáng buồn thảm, bi ai giống như cha mẹ qua đời vậy. Do đó, lúc tham thiền thì phải luôn luôn dụng công tu hành, chớ lãng phí một giây một phút, và cũng chớ buông lung. Dụng công tới lúc lô hỏa thuần thanh, công phu chín mùi thì tự nhiên sẽ có cảm ứng. Có cảm ứng thì công phu mới tương ưng với đạo. Cho dù đã khai ngộ rồi, quý vị cũng vẫn phải không ngừng cố gắng tiến tới trước. Đừng lười biếng, đừng tự giam hãm mình nơi hóa thành. Đừng cho rằng tới đây là hết, rồi không muốn tiến thêm nữa. Những ý tưởng như vậy chính là các khối đá làm cản trở sự tu hành. Biết rõ ràng là vọng tưởng làm ta không khai ngộ, vậy thì tại sao vẫn cứ khởi vọng tưởng chứ? Biết rõ ràng đó là vọng tưởng, mà tại sao ta không quét sạch chúng đi? Đó chính là khuyết điểm của đa số người đời, biết rõ mà vẫn cố ý vi phạm. Nói rõ ra tức là quý vị vẫn không thể nhìn thủng, chẳng thể buông bỏ, vẫn còn chấp trước mà cái này, câu này, cái nọ, chấp nam, chấp nữ. Kết quả là lãng phí hết thời giờ quý báu. Thời gian đã thiền thất là vô cùng quý giá, bởi vì không dễ gì mà gặp được cơ duyên tốt đẹp như thế. Trong thời gian này, quý vị hãy ném hết mọi vọng tưởng lên chín tầng mây, để cho lòng được thanh tịnh, chuyên chú và câu ai là người niệm Phật, đừng sao lãng. Mọi người hãy nỗ lực tham thiền, tham, tham, tham. Hòa Thượng Tiến Hóa giảng trong khóa thiền thất tháng 12 năm 1980. Ha ha ha, 问三摩地娑诃。